Chào mừng quý chị bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì trước mặt em đó là chiếc Hyundai Grand i10. Chiếc xe này cũng là một chiếc xe được nâng cấp phiên bản Philip thời điểm khoảng tháng 6 2024. Thì i10 mới này có những cái gì đặc biệt và giá sẽ như thế nào tại thời điểm cuối tháng của tháng 9 2024 này, thì em cùng anh chị sẽ đi tìm hiểu. Thời điểm hiện tại thì thuế trước bạ được giảm cho quý hàng là tháng 9, tháng 10, tháng 11. Đây là điểm cực kỳ tốt để sở hữu cho mình một chiếc xe Hyundai i10. Với cái giá lăn bánh hiện tại thị trường Bắc Ninh của bên em thì nó rơi vào khoảng đâu đó chưa đến 450 triệu. Rất là tốt. Vâng, một chiếc xe trong lúc xe A bán rất là chạy. Ở đây chúng ta sẽ có những cái màu nổi bật như là màu đỏ và màu trắng, là hai cái màu phổ thông và rất là phổ biến. i10 mới này thì cũng sẽ có những cái nâng cấp so với phiên bản cũ, như là hệ thống la răng thì sẽ thiết kế đẹp hơn này. Đó, đang phay xước, bản cũ phay xước lại thấy nó đẹp hơn. Rồi hệ thống đèn bi, em xin lỗi, bằng đèn bi kiểu chiếu qua bóng chiếu projector, đèn halogen. Đèn này thì cho ánh sáng hội tụ và đi trong trời mưa và trời sương mù rất là tốt. Cụm đèn led định vị ban ngày thì có thiết kế boomerang kèm theo. Dưới đó đây là hệ thống lưới tản nhiệt được sơn bóng. Vâng, rất là chi tiết. Một chiếc Hyundai i10 trong lúc xạng A mà được thiết kế rất là tỉ mỉ trong khách hàng. Nó vẫn luôn là một chiếc xe bán chạy nhất phân khúc. Cảm biến áp suất lốp, phanh đĩa cũng được trang bị tất cả công nghệ cho chiếc xe này, như cân bằng điện tử khởi hành ngang dốc. Rồi thì phân bố lực phanh điện tử, phanh khẩn cấp BA đều được trang bị trên chiếc xe Hyundai i10 này. Tay nắm cửa mạ chrome, gương chậu ngoài tích hợp xi nhan, rồi có sấy. Về nội thất thì i10 vẫn được trang bị cái tông màu nội thất là đen chỉ đỏ nổi bật. Nâng cấp thêm là những cái ở hệ thống quạt gió này thì nâng cấp chỉ đỏ thêm. Chiếc xe vẫn được trang bị đèn nổ rất tốt, màn hình giải trí trung tâm kích thước là 8 inch. Điều hòa vẫn là điều hòa chỉnh cơ, nhưng đây thì sẽ có là hệ thống đèn tự động và hệ thống túi khí được nâng cấp thêm cho Hyundai i10. Đó. Về hệ thống túi khí thì i10 có nâng cấp lên 4 túi thay vì 2 túi như phiên bản cũ. 4 túi ở đây chúng ta sẽ có túi khí vô lăng, túi khí bên phụ và túi khí ở hai bên sườn. Đó, hệ thống cổng sạc cũng được trang bị và cổng USB. i10 thì nổi tiếng với độ cách âm tốt và vận hành chắc êm ái. Ở đây chúng ta sẽ có ga tự động cruise control này. Đó, ga tự động cruise control và hệ thống đèn tự động cũng được nâng cấp so với phiên bản cũ. i10 thì có thể để kể đến những cái công nghệ mà tốt nhất phân khúc được trang bị. Đó, cửa em vừa đóng anh chị có thể thấy là rất là chắc chắn, đúng không? Có một cái điểm trừ mà em không hiểu sao, đó là phanh sau của i10 là phanh tăng trống. Thay vì đó chúng ta sẽ có một chiếc phanh đĩa thì có thể là chiếc xe sẽ có làm một điểm cộng rất lớn. Cảm biến áp suất lốp của i10 cũng được nâng cấp so với phiên bản cũ, đó là hiển thị chi tiết cái áp suất của từng lốp thay vì chỉ hiển thị chung chung. Đây là mức tiêu hao nhiên liệu của i10. Thì ở đường kết hợp là 5,7 lít, trong đô thị là 6,5 lít và đường ngoài đô thị là 5,3 lít. Dĩ nhiên đây chỉ là cái thông số lý tưởng của nhà sản xuất đưa ra. Và anh chị chạy thì có thể là cũng bị dao động một chút, nhưng mà sẽ không đáng kể. Ở đây chúng ta sẽ đánh giá là i10 là một chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu. Đó. Và trang bị thì cụm đèn sau của i10 cũng là được trang bị cụm đèn hậu dạng LED này. Đó, rất là tinh xảo, đúng không? Thiết kế logo thì sẽ trở về logo 2D rồi. Động cơ vẫn là 1.2. Cảm biến thì chúng ta sẽ có hai cảm biến lùi, camera lùi, hồng ngoại tích hợp cái hệ thống hỗ trợ hành lái. Phần cốp của i10 thì cũng được trang bị với cái thẻ tích cốp khá là rộng, mà phải nói là rộng nhất phân khúc. So với phân khúc A thì i10 nó là một cái gì đó toàn diện, em đánh giá rất là toàn diện về động cơ, vận hành, ít lỗi vặt, rồi thì chi phí sửa chữa bảo dưỡng rất là hợp lý, thiết kế đẹp. Đó, cốp đóng rất là chắc chắn này, anh chị có thể nghe này. Đó, cốp đóng rất là chắc chắn. Đến phần hàng ghế thứ hai của i10 thì dĩ nhiên vẫn được trang bị cửa gió điều hòa, hàng ghế thứ hai cổng sạc, và chúng ta sẽ có hệ thống loa ở cửa sau kèm theo những cái hộc đầy đồ rất là tiện lợi cho quý anh chị. Ghế da của i10 thì vẫn vậy, giống phiên bản trước, nhưng mà cái da này anh chị thể thấy là cái da rất là mềm và nó được có những cái họa tiết rất là nổi bật, rất là thể thao.
Với giá lăn bánh của phiên bản này thì bọn em tính cho quý khách hàng ở Bắc Ninh thì đâu đó khoảng 450 triệu, và có hỗ trợ quý khách hàng trả góp tối đa 80% giá trị xe, hỗ trợ tối đa 80% giá trị xe cho quý khách hàng. Thời gian vay tối đa là 8 năm, lãi suất thì cực kỳ ưu đãi, khoảng rơi vào khoảng 0,66% một tháng đó. Quý hàng quan tâm đến chiếc Hyundai i10 và tham khảo để nhận báo giá thời điểm tốt nhất tháng 9 2024, xin lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.